Kính chào các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu đến các bạn, các anh em trong làng audio, trong làng nghe nhạc, một cặp loa, một đôi loa Pioneer HBM 700, là một dòng đàn em của HBM 100. Đôi loa Pioneer này được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Và nó là một dòng loa được yêu chuộng nhất trong những anh em chơi nhạc vàng và những dòng nhạc cổ điển. Cặp loa này thì rất nhiều người yêu chuộng, từ nó cấu hình và âm thanh, chất âm của nó cũng không khác gì mấy HBM 100 Pioneer. Từ chỗ đó mà cái sự yêu chuộng của con Pioneer HBM 700 này nó cũng được nâng tầm cao và có giá trị sưu tầm rất cao, hàng cũng tương đối là hiếm có. Cặp loa Pioneer HBM 700 là cặp loa được sản xuất và là thùng gỗ lạc, có văn gỗ, màu văn gỗ rất đẹp, và có chiều cao là 61,5 cm, chiều rộng là 35 cm và chiều sâu là 32 cm. Cặp loa hình thức rất bắt mắt và rất đẹp. Cặp loa gồm có 4 quay, có bách 25, có bách 25 các bạn nha, và viền vải, các bạn nên nhớ, viền mốt các bạn nha, xin lỗi. Và màng của nó là màng carbon, màng carbon. Và các bạn thấy tôi chặn vào chặn ra rất êm. Và một chung 14, và một chép và super chép. Tổng hình tổng thể của cặp loa này các bạn có thể xem phía trước và tiếp tục xem ở phía sau của cái loa Pioneer HBM 700 này. Thì phía sau của loa, trầm loa thì có hai nút tinh chỉnh, và thông số của loa rất rõ. Pioneer HBM 700 maximum của nó là 120W và thấp là 60W, trở kháng 8 ohm. Có hai nút tinh chỉnh để mình tinh chỉnh bass và chép và mid độ, hay là còn gọi là tầm cao, và tầm cao của mid, tầm cao của chép. Đây, hay các bạn nhìn thấy kỹ. Tổng thể phía sau có loa, các bạn có thể nhìn thấy rất đẹp. Và cái loa bên phải màn hình của các bạn thì cũng như vậy. Tổng thể loa nhìn rất đẹp, từ màng loa đến viền loa, đến viền loa và sườn của loa đều là sự khung nhôm màu đẹp. Tất cả các ốc vít các bạn có thể nhìn thấy từng con ốc vít còn rất đẹp. Và tổng thể của cái loa này các bạn có thể nhìn thấy bên hông, để trước khi mình muốn sở hữu nó thì Quý Nguyễn cũng muốn rằng tất cả các anh em và các bạn hãy xem cho kỹ, tổng thể của loa thùng đẹp, góc cạnh rất đẹp. Đấy, và tổng thể của loa bên này. Và để cho các bạn nghe được chất âm của con này như thế nào, thì mình có thể nói rằng con này là một cặp loa rất phù hợp với nhạc vàng và cục dĩ ghép âm ly. Nó được cho khi mình ghép với những âm ly bình dân, âm ly cỏ, như mình đang ghép đây là con Sansui AUD6L7. Con này cũng tầm loa cỏ, âm ly cỏ thôi, nhưng mà đánh cặp loa Pioneer HBM 700 này ra chất âm đều 3 dãy rất hay. Để rõ hơn, xin mời các bạn nghe qua một ca khúc nhạc vàng mà chúng ta thường yêu thích. Xin mời các bạn.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
cặp loa mà Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu, cặp loa Pioneer HBM 700 Made in Japan. Cảm ơn các bạn, kính chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào.